Thưa, vào một cái thở xa xưa nào đó mà loài người thì còn rất ít trên cái hành tinh này. Lúc đó thì yêu tinh rất là nhiều. Và một hôm có một đám yêu tinh mới tụ họp lại với nhau và nói rằng cái loài người đáng ghét kia, chúng ta hãy tìm mọi cách làm cho họ đau khổ. Chúng ta đừng để họ sống yên vui trên cái hành tinh này. Thế thì đám yêu tinh mới họp lại. Loài người thích cái gì nhất, quý cái gì nhất, xem trọng cái gì nhất, và hỏi ý lẫn nhau, đưa đến một kết luận, đó là hạnh phúc là cái loài người xem trọng nhất, quý nhất và tìm kiếm nhiều nhất. Thế thì yêu tinh đầu đàn mới nói, vậy thì chúng ta hãy đem cái hạnh phúc của loài người mà giấu đi. Trong đám yêu tinh có một yêu tinh với ý kiến là dạ thưa Chúa Tể, là chúng ta hãy đem hạnh phúc của loài người giấu ở trên đỉnh núi cao nhất. Yêu tinh đầu đàn lắc đầu, không được. Mình mà đem giấu trên đó, ngày nào đó nó leo lên tới đỉnh núi, nó chinh phục được đỉnh núi thì nó cũng lấy được hạnh phúc. Cái có tên mới kêu dạ mình đem giấu ở dưới đáy đại dương sâu nhất, giấu ở biển sâu thì chắc là nó cũng khó tìm ra. Quỷ đầu đàn lắc đầu, nó không được. Mình mà đem giấu dưới đáy biển, bữa nào đó nó có thợ lặn, nó lặn xuống nó cũng tìm ra thôi. Thế thì có ý kiến nói rằng thôi thì mình đem qua cái hành tinh khác mình để đi. Yêu tinh đầu đàn nó không được, mai mốt nó có những cái con phi thuyền nó đi qua bên đó nó cũng lấy về được. Thế là cả đám yêu tinh lận đận tìm cách giấu hạnh phúc của loài người ở đâu. Thì xin thưa, có một ý kiến rất là hay của một nữ yêu tinh. Nữ yêu tinh mới nói là có một điều rất là lạ, đó là con người chỉ có thể nhìn thấy người kia có hạnh phúc, con người chỉ có thể tìm cái hạnh phúc ở bên ngoài mà quên nhìn lại chính bản thân mình đang có hạnh phúc. Thế cho nên theo tôi nghĩ thì hãy giấu hạnh phúc trong mỗi con người. Họ luôn nhìn ở bên ngoài, họ tìm ở bên ngoài, cho nên họ không thể tìm, họ không nhìn chính bản thân họ, vì vậy họ không thể tìm ra hạnh phúc của họ. Thế là cả đám đồng ý đem hạnh phúc của con người giấu trong mỗi con người chúng ta. Xin thưa, thì không biết ngày xưa cái đám yêu tinh nó có hành động là đem hạnh phúc đi giấu hay không. Nhưng mà tôi nghĩ bây giờ chúng ta thường khổ đau chạy vại để đi tìm kiếm hạnh phúc. Chúng ta tìm kiếm hạnh phúc và rồi từ những năm tháng với ý thức sống, bước chân vào cuộc đời, lập gia đình, có công danh sự nghiệp, khi chúng ta được làm cha làm mẹ, rồi cho đến lúc làm ông làm bà, và đến khi tra chân vào quan tài vẫn chưa tìm được hạnh phúc. Tôi nói như vậy không bi quan, tôi không phải đang nói xấu chúng ta, nhưng phần đông chúng ta đều như thế, thưa các vị. Thở còn nho nhỏ, chúng ta nghĩ rằng chúng ta học hết cấp 3 là chúng ta có cái bằng cấp 3 là ta có hạnh phúc. Và rồi khi ta có bằng cấp 3, thật sự ta hỏi là mình có hạnh phúc chưa? Ta vui được vài ngày rồi bắt đầu con đường đi vào ngưỡng cửa của đại học, của cao đẳng hoặc là trung cấp, mất 3 năm hoặc 4 năm lận đận với chuyện học hành, ta nghĩ rằng khi cầm được cái bằng đại học hoặc cái bằng cao đẳng ta sẽ có hạnh phúc. Và khi cầm được cái bằng đại học hoặc cao đẳng có hạnh phúc chưa?
Xin thưa, vui cũng được vài ba ngày, dẫn đám bạn đi ăn đi rửa bằng, khoe khoang với bà con với dòng họ được vài ba ngày, chúng ta lại tiếp tục để đi tìm việc, thử việc để cho có kinh nghiệm. Và chúng ta nghĩ rằng khi ta thử việc, trải qua thời gian thử việc, tìm việc đó, khi chúng ta có một công việc ổn định để tìm cho mình cái đồng lương là có hạnh phúc. Nhưng đã hạnh phúc chưa? Chưa. Còn bao nhiêu thứ phải lo. Ta đã lớn rồi phải lo kiếm một anh chàng hoặc một cô nàng để kết duyên. Thời gian yêu nhau cứ tưởng là hạnh phúc, nhưng mà xin lỗi chứ, yêu nhau chẳng được mấy ngày, nó ghen tuông lên bờ xuống ruộng thì hạnh phúc tìm ở đâu? Nghĩ rằng ta lập gia đình, ta cưới nhau về đó là hạnh phúc, nhưng khi cưới được nhau về mới vỡ lẽ không phải là hạnh phúc mà là của nợ của nhau. Lúc đó mới thấy đằng sau cái hạnh phúc nó luôn chạy phía trước ta, cứ thọ tay nắm, đưa tay nắm là không hề nắm được nó. Những tưởng rằng đi đến được với hạnh phúc thì nó lại còn ở phía đằng xa. Và chúng ta tìm mãi không tìm ra hạnh phúc. Lận đận để nuôi con, nghĩ rằng con mình nó lớn lên, nó học thành tài, thành danh, chúng ta có hạnh phúc. Nhưng không, có đứa nó thành danh, nó biết thương mình chút chút, nhưng có đứa nó bỏ mặc mình, nó quên lãng cha mẹ nó luôn. Thế là chúng ta lại đau khổ nhiều hơn nữa. Hạnh phúc còn ở phía xa và xa tầm tay của chúng ta. Như vậy thì con người không thể tìm được hạnh phúc à? Con người không có hạnh phúc à? Không có chứ. Và tôi khẳng định rằng nữ yêu tinh đã làm cái việc đó, đó chính là đem hạnh phúc giấu trong mỗi con người. Vì nữ yêu tinh tin chắc rằng con người chỉ tìm hạnh phúc ở bên ngoài, tìm hạnh phúc ở tương lai, và nhìn thấy hạnh phúc ở người kia chứ không nhìn thấy hạnh phúc của chính mình. Thế cho nên giấu ở trong người mình. Bây giờ muốn tìm được hạnh phúc là mình phải quay lại chính bản thân mình. Vua Ba Tư Nặc một hôm đến hỏi Đức Phật: kính bạch Đức Thế Tôn, Thế Tôn chỉ cho con làm sao một người sống trong đời sống bình thường mà có thể tạo ra được hạnh phúc. Bởi vì con thấy chính bản thân con, những người xung quanh con và thần dân trong nước của con, họ luôn sống trong đau khổ, trong bất an, và không có người sống được với hạnh phúc. Thế Tôn chỉ cho con để con có thể chỉ cho tất cả những người xung quanh con, và con chỉ cho tất cả những thần dân trong nước của con để có thể họ sống với hạnh phúc. Đức Phật mới nói: này Đại Vương, nếu giữa cuộc đời một người thiện nam hoặc tín nữ thành tựu được bốn pháp, người đó sẽ có hạnh phúc. Bốn pháp đó là gì? Đức Phật nói: pháp thứ nhất đó là biết tháo vát, thứ hai là biết phòng hộ, thứ ba là biết hướng thiện, thứ tư là biết điều hòa. Thứ nhất là tháo vát. Các vị nhớ nghe chút tôi hỏi lại. Các vị nhớ bốn điều này thôi. Trong buổi nói chuyện này các vị nhớ bốn điều thôi, không cần nhớ nhiều. Còn cái chuyện nói dông, nói dài, nói lê thê, nói dai, nói dở là chuyện của tôi. Các vị nhớ cho tôi bốn điều mà Đức Phật dạy Vua Ba Tư Nặc để một người tìm được hạnh phúc, đó là bốn pháp. Thứ nhất là tháo vát, thứ hai là phải biết phòng hộ, thứ ba là biết hướng thiện, thứ tư là biết điều hòa. Đức Phật nói: này Đại Vương, nếu một người thiện nam hay thiện nữ trong cuộc đời thành tựu được bốn pháp đó, người đó sẽ có hạnh phúc. Tháo vát là gì thưa các vị? Tháo vát là dù bất cứ cái nghề nghiệp nào, họ làm cái việc gì, anh làm bác sĩ, anh làm kỹ sư, hay anh là một nhà nông cày sâu cuốc bẩm, một người nông dân đi hái cà phê, đi tưới cà phê, đi làm vườn vân vân. Tháo vát có nghĩa là linh động trong công việc, siêng năng
giỏi giang, yêu thích công việc của mình, thì đó là thành tựu được pháp thứ nhất. Trong công việc của mình, nếu mình không siêng năng, không giỏi giang, không đam mê, thì xin thưa việc gì mình làm cũng chán, việc gì mình làm cũng thất bại, không thành công. Thế cho nên Đức Phật nói phải tháo vát, là làm việc gì phải yêu nghề, phải siêng năng, phải cần cù, phải chịu khó. Thứ hai là phòng hộ. Cái phòng hộ ở đây á, một là phòng hộ tâm, giữ tâm của mình đừng để cho nó bị tham sân si làm chủ. Mình không nói cái này, nhưng mình nói phòng hộ ở thân, có nghĩa là thân của mình phòng hộ. Cái mà mình cần phòng hộ đó là phòng hộ cái điều gì? Phòng hộ việc ác là tất nhiên rồi, nhưng cái phòng hộ đây là biết giữ gìn tài sản mà mình tạo ra. Tại vì mình khi đã có công ăn việc làm, đam mê với nghề nghiệp, mình siêng năng cần cù để làm việc, thì tất nhiên mình sẽ có tài sản, hoặc là ít hoặc là nhiều. Và khi có tài sản phải biết giữ gìn tài sản, đó là pháp thứ hai, phải phòng hộ. Pháp thứ ba là phải hướng thiện. Tất nhiên hướng thiện là cái con đường mà Đức Phật muốn dạy cho tất cả chúng sinh. Con người phải bỏ đi cái ác, cái xấu để hướng về cái tốt, cái thiện. Đó là điều tất nhiên. Trên thế gian này không có ai mà sống với cái ác, cái xấu mà có được một ngày an vui, họ được yên bình cả. Chỉ có những người biết hướng thiện, chỉ có những người biết sống tốt, người đó mới sống được yên vui, yên bình. Và thứ tư là phải biết điều hòa. Điều hòa trong kể cả việc ăn, việc ngủ và tất cả công việc, điều hòa mọi thứ. Cũng như trong cái việc chi tiêu tài sản, mình không quá phung phí, cũng như không quá keo kiệt. Không phung phí cũng không keo kiệt. Cái gì cần chi mình chi, cái gì cần tiết kiệm mình tiết kiệm. Đức Phật nói bốn pháp này mà làm được, sống được, người đó có hạnh phúc. Chúng ta thường không thành tựu đủ bốn pháp. Có khi chúng ta siêng năng với công việc đó, cần cù với công việc, nhưng tạo ra của cải, chúng ta tiêu phí của cải một cách vô ích. Trong cuộc đời này có người á, họ siêng năng cần cù với công việc, họ tìm ra được tiền của từ công việc, nhưng họ không biết phòng hộ tài sản, có nghĩa là họ không biết giữ gìn. Họ tiêu phí vào những cuộc ăn chơi, vào rượu chè say sưa, vân vân. Và tất nhiên khi tiêu phí vào rượu chè say sưa, những cuộc ăn chơi vô độ đó, thì họ chuốc lấy cái gì ạ? Nợ nần cho chính mình và đau bệnh cho bản thân. Hoặc có người thành tựu được hai pháp đầu là biết siêng năng cần cù làm việc và biết giữ gìn tài sản, nhưng không biết hướng thiện. Họ luôn sống với cái tâm xấu xa, với cái lòng độc ác, với cái tâm tham lam bỏng sản của họ. Thưa các vị, họ đi đâu họ gặp ai họ cũng không tin, họ gặp ai họ cũng nghi ngờ, họ cũng sợ sệt hết. Họ sợ người kia hại họ, sợ người kia cướp của họ, hoặc người kia làm mọi thứ gây sự bất an đau khổ đến họ, vân vân. Họ không hề biết bố thí, không hề biết cúng dường, không hề biết làm phước. Họ không thể nào sống yên bình được. Và có những người không biết điều hòa, ăn ngủ cũng như chi tiêu tài sản, mọi thứ luôn chênh lệch, luôn khập khiễng một bên. Thưa các vị, thì bốn pháp này Đức Phật nói thành tựu đủ bốn pháp có được hạnh phúc, nhưng chúng ta thường không đủ bốn pháp, thế cho nên chúng ta không hạnh phúc. Vậy thì các vị, tôi nghĩ các vị nên làm theo lời Đức Phật. Thứ nhất là mình siêng năng với công việc của mình làm, dù việc mình đang làm, mình đang là quan to hay là mình chỉ là quan nhỏ, hoặc là mình là thường dân chi đó, phó thường dân cũng được. Nhưng mà mình yêu nghề, thích thú với công việc mình đang làm. Nhưng phải nhớ nó là việc làm, nó phải là việc làm trong sạch, kiếm ra đồng tiền trong sạch nha. Chứ không phải mình thích thú với việc mình đang làm mà mình làm những cái việc phạm pháp hay làm những cái việc trái với đạo lý. Thì xin thưa, cái điều đó mình không có nói tới. Tôi đang nói những công việc chân chính,
những công việc mà tìm ra đồng tiền sạch, chúng ta hãy đam mê, siêng năng, cần cù. Vì chính đồng tiền đó là đồng tiền chúng ta kiếm ra được từ mồ hôi, từ công sức của mình. Mình xài xứng đáng, không mắc nợ ai cả. Mình xài xứng đáng, không mắc nợ. Còn nếu mình không làm được mà mình làm những cái việc bất chính để tìm ra đồng tiền thì mình còn nợ. Còn nợ con người, còn nợ trần gian này đấy. Và tôi lướt qua cái điều này, nhưng chỉ xin nhắc lại với các vị, Đức Phật dạy bốn pháp để cho người Phật tử thành tựu được sẽ có niềm vui. Nhắc lại, thứ nhất là cái gì ạ? Thứ nhất là cái gì? Thọ pháp. Thứ hai, phòng hộ. Thứ ba, hướng thiện. Thứ tư, giơ tay đi khen. Các vị chỉ cần nhớ bốn điều này thôi, không cần nhớ nhiều. Đó là cái hạnh phúc mà Đức Phật dạy cho một người nam hoặc một người nữ tại thế gian. Còn với người xuất gia chúng tôi, Đức Phật cũng dạy, cũng dạy người xuất gia tìm được hạnh phúc. Vào một hôm, Ngài A Nan mới bạch với Thế Tôn là: bạch Đức Thế Tôn, một người xuất gia làm sao có thể có được hạnh phúc? Lúc đó Đức Phật mới bảo: này A Nan, một vị tỳ kheo xuất gia làm đệ tử của Như Lai biết phòng hộ thân tâm, biết sống với chánh niệm, không sống phóng dật, người đó có hạnh phúc. Vì người xuất gia không có đi làm để kiếm tiền như các vị, không phải là đời sống tại thế gian, cho nên Đức Phật dạy đơn giản thôi: biết phòng hộ thân tâm, biết sống với chánh niệm, không phóng dật, là người có hạnh phúc. Phòng hộ thân tâm là gì? Là luôn lúc nào cũng soi sáng lại chính mình, giữ gìn thân tâm của mình luôn luôn trong sạch, tâm không phạm phải những ý niệm sai lầm tội lỗi bởi do tham sân si làm động cơ, thân không tạo những việc gây đến nghiệp đau khổ cho người, cho chúng sinh và cho chính cả bản thân mình. Giữ gìn được thân tâm, người đó có hạnh phúc. Biết sống với chánh niệm, chánh niệm là sống với hiện tại, trong giờ phút này, biết giờ phút này, không mơ tưởng về những ngày tháng đã qua, không mộng mị xa xôi với những tháng ngày chưa tới. Đó là đang sống với chánh niệm. Và không phóng dật có nghĩa là không sống buông thả. Không sống buông thả. Không sống buông thả. Thì khi biết phòng hộ thân tâm, khi biết sống với chánh niệm thì tất nhiên sẽ không bao giờ phóng dật. Chỉ khi không biết giữ gìn thân tâm, không biết sống chánh niệm thì mới để cho mình đi theo thị dục của thế gian, là mình đắm vào trong ngũ dục lục trần, tạo muôn ngàn những điều sai lầm tội lỗi, trái với lời Phật dạy, sai với phạm hạnh của tỳ kheo, thì người đó không có hạnh phúc. Thế thì Đức Phật dạy người Phật tử tại gia muốn có hạnh phúc phải đủ bốn pháp. Còn đối với những vị xuất gia chỉ biết phòng hộ thân tâm, sống có chánh niệm, như thế là có hạnh phúc. Qua đó chúng ta mới trở lại và thấy rằng hạnh phúc đúng như cái yêu tinh nữ nói rằng, không phải nằm ở người khác, không phải nằm ở bên ngoài. Vì chúng ta thường hay nghĩ rằng khi ta lăn xả có nhiều tiền thì có hạnh phúc. Nhưng thưa các vị, có những người họ giàu lắm nhưng họ vẫn đau khổ, đúng không? Mình nghèo mà mình khổ vì thiếu thốn cái này cái kia không nói đi. Nhưng những người giàu, những người có tiền họ vẫn khổ. Họ khổ bởi không có tình cảm. Họ khổ bởi thân họ cũng có nhiều đau bệnh. Họ khổ bởi vì lòng tham của họ còn quá nhiều và chưa được thỏa mãn. Cũng còn khổ. Chúng ta nghĩ làm quan to, làm ông này bà kia chắc là không khổ, chắc là có hạnh phúc, nhưng không. Làm thường dân như mình
ít việc để lo mà còn khổ, hà huống chi làm quan lớn, đủ thứ chuyện phải lo, khổ còn nhiều hơn nữa. Thế cho nên hạnh phúc nó không nằm ở bên ngoài, nó không nằm ở thế giới vật chất, nó không nằm ở người kia, mà nó nằm ở ngay nơi đây. Tôi chỉ cần mượn lời của Đức Phật để nói với các vị đó là biết sống với chánh niệm trong giờ phút này, hài lòng với hoàn cảnh, chấp nhận mọi thứ đang xảy ra, hoàn cảnh đến dù được hay mất, vui hay buồn, thuận ý hay nghịch ý, các vị biết vui và mỉm cười với hoàn cảnh, chấp nhận hoàn cảnh, khi đó các vị có hạnh phúc. Thế cho nên người ta mới nói rằng tự do là ung dung không ràng buộc, hạnh phúc là tự tại giữa đau thương. Hạnh phúc là tự tại giữa đau thương. Trong cái hoàn cảnh đau khổ, trong cái hoàn cảnh sung sướng, trong cái hoàn cảnh mà cuộc đời này muốn trù dập mình mà mình tự tại được, thì khi đó mình có hạnh phúc. Có anh chàng kia, anh đến anh hỏi một vị thầy: thưa thầy, con thấy đời con sao nó khổ quá, bao nhiêu cái hoàn cảnh nó cứ trù dập con, đời con lăn lê bò lóc giữa cuộc đời này, con thấy không có một ngày nào con yên vui. Thưa thầy, thầy chỉ cho con cái cách để con có thể sống có niềm vui, con có thể sống có an bình, có hạnh phúc giữa cuộc đời được không thầy? Ông thầy ổng đâu có trả lời, ổng đi xách hai cái xô, trong đó một cái xô không đựng nước và một xô có đựng nước. Ông lấy một cái lá, ông lấy cái lá chuối, ông bỏ vào trong cái xô không đựng nước, và ông cầm cái xô có nước, ông đổ từ từ qua cái xô không đựng nước. Thì thưa các vị, do cái nước đổ qua thì lá chuối nó bị cái nước nó cuốn, nó sấy, nó trồi lên, nó hạ xuống, trồi lên hạ xuống ở trong cái xô đó. Nhưng khi hết nước đổ qua thì nước từ từ yên bình, thì lá chuối nổi lên, đúng không ạ? Thì ông thầy ông nói nè, ông nói cuộc đời của con như cái lá chuối vậy đó. Lúc mà ta đổ nước qua, lá chuối nó bởi do cái lực sấy của nước, nước nó cuốn trồi lên rồi trồi xuống, trồi lên trồi xuống. Nhưng khi hết nước thì lá chuối vẫn nổi lên. Cũng vậy thưa đó con, cuộc đời này, xã hội này, hoàn cảnh này, con người này có khi đưa đến những cái bất an không như ý đến với mình, cũng như là cầm cái xô nước đổ vào cái xô, và mình là chiếc lá chuối bị cuốn tròn lận đận bao nhiêu phen, nhưng rồi đến lúc mình cũng sẽ trồi lên tất cả mọi đau khổ đó. Vậy thì hãy thấy rằng mình là cái lá chuối trồi lên, chứ đừng thấy mình là cái lá chuối đang bị nước cuốn. Tại vì mình quên rằng cái lá chuối rồi một lúc nào nó sẽ trồi lên, mà mình không nhìn được, không nhận được giây phút đó. Mình chỉ thấy là cuộc đời đang trù dập mình, con người đang làm đau khổ mình, mình như chiếc lá chuối đang bị đổ nước qua và bị dòng nước cuốn tròn, bị nhào nát. Thưa, tôi nghĩ chúng ta ở đây cũng vậy. Nhất là các vị á, các vị sống giữa cuộc đời để kiếm chén cơm manh áo, tôi nghĩ là tương đối vất vả. Rồi cái việc mà xây dựng gia đình cùng với vợ với chồng cũng tương đối khó khăn. Rồi nuôi dạy những đứa con cũng không phải là dễ dàng. Là tất nhiên xung quanh bên cạnh đó còn nhiều thứ hoàn cảnh bên ngoài tác động nữa. Nhưng tôi mong các vị nhớ cho một điều: đời có thăng trầm, có vinh nhục, tất nhiên đó là nghiệp của mình đã tạo gây từ trước. Đừng than oán, đừng bi lụy, đừng trách trời, trách đất hay hận người, mà chỉ tự nhắc nhở bản thân mình, đó là nghiệp của mình, mình phải vui và chấp nhận để trả nghiệp trong niềm vui, như vậy là có hạnh phúc. Có nghĩa là ta đang chấp nhận được hoàn cảnh,
Ta đang chấp nhận mọi thứ xảy đến với ta, chấp nhận nó mà không than, không oán, không hận, không sầu, không trách ai cả, mà biết đó là nghiệp của mình, vui và chấp nhận và sống tốt hơn để chuyển đổi cái nghiệp, để biết rằng ngày mai của mình ở phía xa đó trời vẫn còn sáng, mặc dù bây giờ bùn đang đứng dính đầy dưới chân. Xin thưa, đơn giản tôi nói vòng vòng vậy, nhưng chỉ một điều đó là chấp nhận mọi thứ đang xảy ra trong hoàn cảnh hiện tại. Thí dụ như thân mình đau bệnh hoặc người thân mình đau bệnh, mình đang thiếu thốn cái này, đang mất mát cái kia, người kia đang gạt mình cái này, người kia đang dối mình cái nọ, người kia lừa phỉnh mình cái này, người kia lấy của mình cái kia, vân vân. Tất cả mọi thứ đó các vị vui mà chấp nhận. Chấp nhận không than oán, không sân hận, không tức tối, các vị có hạnh phúc. Xin thưa, làm có được không ạ? Khó đúng không? Nó khó lắm. Và tôi nghĩ nó cũng khó thiệt. Chẳng hạn đơn giản như bản thân tôi, mà có ai đến chửi tôi một cái mà biểu tôi nhịn chắc cũng khó lắm á. Tôi nhịn được một lần thôi, chứ chửi tôi lần nữa là tôi đỏ mặt lên đấy. Mà chửi lần nữa là chưa chắc đâu nha, xăn tay áo lên là năm ăn năm thua, răng đổi răng, môi đổi môi đấy. Chiều này tôi thấy tôi có niềm vui và tôi được hạnh phúc lây với thầy trụ trì. Vì có một anh chàng, có một anh chàng đạo Thiên Chúa, mà anh nghe thầy trụ trì ở đây chuẩn bị rót đồng để đúc tượng Phật Bổn Sư, thì anh ta đến và thưa với thầy trụ trì rằng: thưa thầy, con tuy là đạo Thiên Chúa nhưng mà con yêu Phật lắm, con yêu Phật lắm, con quý Phật lắm, và con thương quý thầy lắm. Con ở đây không có nhiều tiền, nhà con cũng nghèo lắm, nhưng mà nghe nói thầy chuẩn bị rót đồng để đúc tượng Phật, con có vài trăm được đem đến để cúng cho thầy, để thầy đúc tượng Phật. Nên thưa, mình thấy cái đó rất là quý, hạnh phúc đó. Đơn giản, điều nhỏ nhỏ vậy thôi, ông thầy có hạnh phúc. Chẳng hạn mình là một người Phật tử đến cúng dường thầy thì chuyện đó tất nhiên có hạnh phúc, nhưng mà nó cũng thường thường, đúng không? Này, một tín đồ của Thiên Chúa Giáo, mà lại hơn nữa đó là anh ta rất là nghèo, đời sống đi làm thuê làm mướn để kiếm từng đồng từng cát, nhưng mà biết đem đến chùa để cúng dường và nói cái câu là: tuy con đạo Thiên Chúa nhưng con yêu Phật lắm, con tin Phật lắm và con thương với thầy lắm. Chưa chắc người Phật tử nói được như vậy đấy. Tôi không có nói quan cho các vị đâu. Các vị nói được như vậy chưa? Có bao giờ đến với thầy trụ trì mà nói là con thương thầy lắm không? Có bao giờ nói con tin Phật lắm không? Con kính Phật lắm không? Chúng ta thường hay giấu những cảm xúc của mình, không nói ra, để cả thầy và trò đều không có hạnh phúc. Các vị cứ làm như anh đó đi, cứ làm đi. Dạ thưa thầy, con nghe nói thầy chuẩn bị rót đồng đúc tượng Phật. Con nhà rất nghèo, không có tiền, nhưng ở đây có vài chục cây vàng, xin đem đến cúng dường để thầy rót đồng đúc tượng Phật. Bởi vì con tin Phật lắm, con yêu Phật lắm và con thương thầy lắm. Làm được không? Các vị trả lời tôi rằng: dạ thưa thầy, con cũng tin Phật lắm, con yêu Phật lắm, con thương thầy của con lắm, nhưng mà tiền con không cúng đâu. Thôi cái đó là mình nói chơi. Tại tôi thấy các vị buồn ngủ cho nên chọc cho các vị cười tỉnh ngủ để mình nói tiếp. Chứ không tôi trên này tôi nói mà các vị ở dưới cứ gật đầu. Tôi nghĩ là các vị nghe tôi và hiểu, nhưng thật sự là các vị đang ngủ gục. Ta quay trở lại để tìm kiếm hạnh phúc trong bản thân mình, thưa các vị. Nên nhớ, các vị nên nhớ lời tôi nói.
đồng tiền hay vật chất, danh vọng. Giữa cuộc đời này nó chỉ cho ta một chút niềm vui, nhưng để có được nó ta phải tốn rất nhiều công sức và rất nhiều sự lo lắng. Khi đã có được nó rồi, để giữ được nó ta cũng mất rất nhiều thời gian và công sức. Bên cạnh đó, chưa nói đến sự bất an và đau khổ để có được nó và giữ nó, và khi nó mất đi chúng ta lại càng đau khổ nhiều hơn nữa. Thế cho nên tôi nói cái thế giới bên ngoài, thế giới của vật chất chỉ tạo cho ta một chút niềm vui, cho ta một chút cảm giác gì đó thỏa mãn vì mình đạt được cái gì đó thôi, chứ không cho ta sự hạnh phúc yên bình. Bởi vì vật chất là cái để đổi chác, đồng tiền nó là cái tờ giấy lưu chuyển, nay trong tay người này, mai trong tay người kia. Và mọi thứ chúng ta tạm có thôi, không có gì là bền với ta cả. Đời mà người ta hay nói lên voi xuống chó mấy hồi, nay thì giàu có sung sướng đó, nhưng rồi xa cơ lỡ vận, thưa các vị, chén cơm không đủ no, manh áo không đủ để che thân. Thế cho nên hồi đó tôi đọc cái bài thơ của sư cụ Trúc Lâm, đọc một lần tôi nhớ hoài, nhưng bây giờ không biết đọc lại có trúng hay không, bởi vì tôi chỉ đọc một lần. Sư cụ nói là cái cuộc đời này đâu tá những ai, ai cố giữ, còn chăng cũng chỉ một nắm mộ. Mà trước đó là ai cười vui năm trước, rồi ai khổ đau tháng này, ai tiền rừng bạc bể, ai bát cơm chẳng đầy. Dòng đời như thế trôi đi mãi, năm tháng mang đi kiếp con người, đâu tá những ai, ai cố giữ, còn chăng cũng chỉ một nắm mộ. Thưa, ta cố công, bỏ sức, mất nhiều thời gian để tìm hạnh phúc ở bên ngoài, nhưng hạnh phúc chưa tới. Chúng ta đã bước chân vào quan tài nằm rồi, thưa các vị. Mà cái đó gọi là giấc mộng nam kha, chưa thỏa chí thì ngày tàn đã đến. Vì vậy, là người đệ tử Phật học Phật rồi, phải quay lại tìm hạnh phúc nơi bản thân mình, không tìm kiếm ở đâu xa xôi. Hạnh phúc như tôi nói là mình biết giữ lấy mình, luôn lúc nào cũng sống với chánh niệm. Sống với chánh niệm, sống không buông thả, sống không buông thả, và chấp nhận mọi thứ đang diễn ra, dù tốt hoặc là xấu. Chấp nhận mọi thứ tình cảm đang đến với mình, người đó đang thương mình, kẻ kia đang ghét mình, mình chấp nhận hết, không quán trách, không giận hờn. Mình sống luôn vui, sống yên bình, đó là mình đang sống với hạnh phúc. Hôm nay lên bàn ăn, có thịt mình ăn thịt, có rau mình ăn rau. Ngày mai không có cái gì để ăn, chỉ ăn cơm với muối ớt hoặc ăn với nước tương, nhưng lòng mình cảm thấy đủ, thấy bình yên, đó là hạnh phúc. Tôi nghĩ cái này nó không khó làm đâu, nó dễ làm. Chấp nhận được hoàn cảnh là có hạnh phúc. Ngày xưa có một vị hoàng đế, một hôm ông mới nói với các quan cận thần là trẫm sống ở trong cung mấy mươi năm rồi, đời sống sống trên nhung lụa, giàu sang, ca hát yến tiệc nhiều quá rồi, mà lâu nay trẫm quên là thần dân của trẫm không biết sống có tốt hay không, sống có được yên vui hay không. Thế cho nên trẫm muốn đi đi thăm thần dân một chuyến, gọi là đi vi hành đó, để xem đời sống nhân tình của nhân dân như thế nào.
Thì hôm đó bắt đầu ông cùng với một số quan cận thần đi. Thì thưa các vị, đi trong kinh thành á thì đường đi rất là tốt, nhưng đi ra ngoài thành đến những vùng quê xa xôi thì đường thì có lúc đá lõm chõm, có lúc gồ ghề, có lúc hang hố. Ông đi một ngày về thì đôi bàn chân của ông nó phồng lên. Chân phồng lên ông mới nói rằng ta còn muốn đi thăm thần dân nhiều nữa. Bởi vì khi ta đi ta mới thấy rằng dân của ta có người họ sống giàu sang sung sướng, nhưng cũng có người sống khổ cực quá. Ta muốn tìm hiểu tận hang cùng ngõ ngách, tất cả những núi sông hang hiểm gì ta cũng muốn đi tới hết. Nhưng mà khổ một cái là tất cả những con đường mà ta đi qua có những viên đá sỏi, có những cái lõm chõm gồ ghề đất cát, nên nó làm đôi chân ta đau quá. Ta muốn khi ta đi, tất cả những con đường ta đến đều phải được trải da hoặc lót thảm. Thế thì cái quan cận thần mới nói, vậy thì tông bệ hạ, thần sẽ ra lệnh cho tất cả những nà nào mà có bò có trâu đem giết hết để lấy da lót đường cho bệ hạ đi. Vua mới kêu được, nếu như vậy thì khanh cứ ra lệnh đi, ta đồng ý. À, khi mà người ta làm xong hết thì báo cho ta biết, ta sẽ đi vi hành. Có một ông quan ổng mới gan dạ, ổng mới đứng lên ổng nói: tâu bệ hạ, ý kiến đó là một ý kiến ngu sửng, đó là điều không thể chấp nhận được, bởi vì nó tiêu phí rất nhiều tiền của và giết hại rất nhiều những sinh mạng của loài động vật. Tại sao bệ hạ có thể ra lệnh giết trâu giết bò để lấy cái da nó trải trên con đường bệ hạ đi, mà bệ hạ không nghĩ đến rằng bệ hạ hãy cho một anh thợ đóng giày thật là giỏi, dùng những cái da thật là tốt đóng cho bệ hạ một đôi giày để bệ hạ có thể đi qua những con đường đó. Vua sáng rỡ hai con mắt lên mới thấy rằng ồ, ta có một người quan cận thần rất anh minh, rất sáng suốt, người dám có thể chống lại cái lệnh của ta đã ban để đưa ra một ý kiến rất là hay, mà tất nhiên là ta không thể từ chối được. Và thưa thì vua nghe lời quan cận thần, cho thợ đến đo cho mình đôi giày, làm loại da thật tốt để ông có thể đi vi hành thăm tất cả thần dân trong đất nước của mình. Thưa các vị cũng vậy, tôi xin trở về trong cuộc đời này sống có những con đường rất bằng phẳng, có những lúc thiên hạ họ trải thảm cho mình đi, nhưng rồi đời mình không phải lúc nào cũng đi trên thảm nhung hoài. Thưa các vị, có lúc chúng ta phải đi vào núi sông hiểm trở, đi vào những con đường gồ ghề khó khăn để đi. Chẳng hạn như hồi tôi nhớ hồi mấy năm về trước, mà khoảng 6-7 năm về trước mà đi lên chùa Phổ Hiền này giảng á, đi cái đoạn đường mà từ ở Dầu Dây về Bảo Lộc này nó khó đi lắm. Nó không phải là ổ gà đâu, mà nó là hố voi á, nó là hố bom đó. Xe chạy muốn rớt cái bánh ra ngoài luôn thưa các vị, rất khó đi. Cũng vậy, có lúc mình cũng phải vậy, có đi qua những con đường gồ ghề rồi mình mới có thể đi những con đường bằng phẳng. Và đi lên trên được những con đường bằng phẳng thì chấp nhận có lúc phải đi xuống hố, đi xuống mương. Cuộc sống này là như vậy, có lúc niềm vinh quang đến với ta lên tột đỉnh, niềm vui bên cạnh ta tràn đầy, nhưng cũng có lúc ta cô đơn, có lúc ta lẻ loi, có lúc ta buồn chán, có lúc ta tuyệt vọng, và có lúc ta đau khổ cùng cực mà tưởng chừng như không còn có gì đau khổ hơn được. Đó chính là những con đường mà chúng ta, những con người mang thân phận con người giữa trần gian phải đi qua, không khác hơn được. Đừng bao giờ muốn mình lúc nào cũng được đi trên con đường bằng phẳng hoặc đi trên thảm nhung. Đừng bao giờ muốn rằng cuộc sống này luôn lúc nào cũng phải yên bình như ý ta muốn. Hãy chấp nhận có lúc yên bình nhưng có lúc sóng gió. Ta muốn tha
thay đổi cả thế giới theo ý của ta. Vậy tại sao ta không có dám có khả năng thay đổi ta để hòa đồng với thế giới? Đối diện với một người, ta muốn người đó phải lắng nghe mình, muốn người đó phải thay đổi tư duy, thay đổi suy nghĩ, thay đổi quan niệm, thay đổi cách sống, thay đổi để giống ta. Mà tại sao ta không biết tùy thuận, biết tùy duyên để thay đổi phù hợp với đám đông, phù hợp với con người, phù hợp với hoàn cảnh? Bởi vì ta luôn cố chấp vào tư duy, vào suy nghĩ, vào quan niệm, vào cách sống của mình luôn luôn là chuẩn mực, luôn luôn là đúng. Thế cho nên ta thấy những người bên cạnh ta, xung quanh ta, họ sống không được chuẩn mực như ta, họ sống không có tư duy như ta, họ sống không có suy nghĩ như ta, họ không có cách sống như ta, ta thấy họ đang sống sai. Và tự nhiên ta thấy họ sai thì chính bản thân ta đau khổ, không có hạnh phúc. Ta thấy người kia và ta trách người kia, tại sao sai, tại sao họ lại như vậy. Chứ bằng mình thấy thì thấy và hãy mỉm cười, vì biết rằng mỗi người mỗi nghiệp, mỗi người có quyền tư duy khác nhau, có quyền có cách sống khác nhau. Đơn giản như vậy, ta hòa đồng được với tất cả. Trong một đạo tràng tu cũng vậy, hay trong một gia đình cũng vậy. Nếu ta là người luôn cứng nhắc với quan điểm, với cách nghĩ của mình, không ai chơi với mình được cả. Không ai chơi với mình được cả. Mình năm 70 tuổi mà mình bắt những đứa con, đứa cháu của mình 20-30 tuổi nó phải sống y như mình, nó phải già trước tuổi y như mình, thì làm sao nó sống nổi. Mình phải biết rằng tuổi già có cách sống của tuổi già, tuổi trẻ nó có cái quyền sống theo tuổi trẻ. Đừng bắt nó sống theo mình. Bắt nó sống theo mình mà nó không sống theo mình là mình đau khổ đấy. Còn mình mỉm cười, mình vui với cách sống của nó, và mình nhắc nhở những gì cần nhắc nhở, dạy bảo những gì cần dạy bảo. Như vậy chúng ta tròn bổn phận, tròn trách nhiệm. Có những người nói rằng con đau khổ quá thầy ơi, bởi vì con của con, cháu của con dạy nó không được. Con luôn muốn nó đi chùa, muốn nó ăn chay, muốn tụng kinh, muốn nó niệm Phật, nhưng mà nó không nghe lời con. Con thấy đau khổ. Ủa mắc mớ gì mình đau khổ vô duyên vậy? Cái đó là đau khổ vô duyên đó. Tại sao? Mình lớn tuổi rồi, tất nhiên thời gian của mình đó, mình cần có những giây phút yên bình, có giây phút nhẹ nhàng, là mình tranh thủ thời gian để đi chùa, ăn chay, tụng kinh, niệm Phật. Và hơn nữa là bởi vì mình đã hiểu được lợi ích của Phật Pháp. Còn con mình, cháu mình là những đứa còn rất nhỏ, còn ngồi trong ghế nhà trường, hoặc những đứa nó đang còn yêu đời chán, nó còn phải lo công ăn việc làm của nó nữa. Miễn nó biết hướng thiện, nó đừng sống tiêu cực, nó đừng sống sai lầm, đừng sống buông thả, vậy là mình vui rồi. Còn lâu lâu nó đi chùa cũng được, một tháng ăn chay một ngày cũng được. Đừng có buồn vì tại sao nó không tu bằng mình. Sao nó tu bằng mình được? Mình già, mình lớn tuổi, mình tu khác. Bởi vì cái thời tuổi trẻ của mình oanh liệt, mình đi qua rồi. Còn cái thời của tụi nó phải oanh liệt. Rồi mai mốt nó lớn tuổi bằng mình thì biết đâu nó tu hơn mình bây giờ thì sao? Cho nên đừng có đau khổ một cách vô duyên. Không xứng đáng để đau khổ như vậy. Xin thưa Ngài Trần Nhân Tông, là một vị vua mà lịch sử đánh giá Ngài là một vị anh minh tuyệt vời của đất nước Việt Nam chúng ta. Và Phật giáo xem Ngài là một vị tổ của Thiền Tông tại Việt Nam. Là một vị vua tại Việt Nam bỏ ngôi đi xuất gia, lên núi tu và chứng đạo, đi giáo hóa cuộc đời, đi đầu trần chân đất. Thưa các vị, lúc đó có nhiều người mới nói rằng: thưa Ngài, Ngài từng làm vua, đi đâu cũng có kiệu, có lọng, có dù,
Bây giờ Ngài trở thành người xuất gia, đi giáo hóa, đầu trần chân đất. Ngài thấy có mệt mỏi không? Ngài thấy có khổ cực không? Và tại sao Ngài chấp nhận như vậy? Ngài nói: với ta thì khi đầu trần chân đất để đi truyền bá chánh pháp, ta cảm thấy hạnh phúc hơn là lúc bên ta có lọng, có dù, có kiệu, có xe, có người đưa đón, vân vân. Thưa các vị, hạnh phúc là cái điều gì đó nó đơn giản nhất. Và chính vì vậy mà Ngài mới nói rằng: cư trần lạc đạo thả tùy duyên, cơ tắc sang hề khốn tắc miên, gia trung hữu báo hô tầm mít, đối cảnh vô tâm mạc vấn thiền. Có nghĩa là ở đời vui đạo hãy tùy duyên, đối đến thì ăn mệt ngủ liền, trong nhà có báo thôi tìm kiếm, đối cảnh vô tâm chớ hỏi thiền. Cái vui với đạo ở trong cuộc đời này đó là phải biết tùy duyên. Tùy duyên như hồi nãy tôi nói đó, phải tùy thuận hoàn cảnh đang diễn biến, vui và chấp nhận mọi thứ đang đến với mình, đó là biết tùy duyên. Đói đến thì ăn, mệt ngủ liền. Cái này ai cũng có thể làm được. Đói là cần phải ăn, mệt thì cần phải ngủ. Nhưng không, cái chuyện ăn và ngủ ở đây nó không đơn giản đâu. Bởi vì hồi đó có ông thầy, ông hỏi sư phụ là: bạch sư phụ, tu như thế nào để mau thành Phật? Ông sư phụ ông kêu: đói ăn mệt ngủ. Ông đệ tử ông kêu: bạch sư phụ, như vậy thì người bình thường họ cũng làm được, nhưng mà có ai thành Phật đâu. Ông sư phụ ông kêu: không, người bình thường không có làm được. Tại sao? Người bình thường lên bàn ăn chẳng chịu ăn, họ đang nhai thức ăn nhưng họ lo nghĩ trăm điều, họ không biết họ đang ăn. Ngồi đó họ ăn thức ăn mà họ nghĩ ngợi chuyện này chuyện kia, lo chuyện này chuyện kia. Còn họ nằm xuống họ không chịu ngủ, họ gác tay lên trán, họ suy tính trăm chuyện. Thế cho nên đói chẳng ti thấy ăn mà chẳng chịu ăn, mệt ti là ngủ nhưng mà không hề biết ngủ. Như vậy cho nên họ vẫn đau khổ. Còn như người tu chúng ta và người hiểu được đạo lý đối ăn mệt ngủ, khi ăn biết mình đang ăn, không lo nghĩ chuyện gì hết, chánh niệm trong cái thức ăn, biết mình đang là người ngồi ăn. Khi mệt ngã lưng xuống là ngủ, mọi chuyện buông xuôi, chẳng có gì để lo, để đi vào giấc ngủ cho nó yên bình. Như vậy thì cái đói ăn mệt ngủ của người tu, của người hiểu đạo khác với cái đói ăn mệt ngủ của người bình thường, có đúng vậy không? Cho nên các vị cũng đã từng đói ăn mệt ngủ, nhưng bây giờ phải tập. Phải tập là không ăn như cái bình thường, lên bàn ăn mà còn lo nghĩ đủ thứ chuyện, hoặc lên bàn ăn mà còn khen chê ngon dở, còn thấy cái này chua, cái kia ngọt, cái này mặn, cái này dư muối, cái kia dư bột nêm. Như vậy là bình thường. Bây giờ lên ăn, có gì ăn nấy, biết mình đang là người ăn, ngồi đây ăn, thưởng thức món ăn mà thôi, không suy nghĩ, không lo lắng, không ưu tư, không sầu muộn, không khen chê ngon dở gì hết. Đó là cái ăn của đạo. Khi ngủ có bị mệt nằm xuống, thông thường thì lo nghĩ ngày mai như thế nào, hoặc nhớ ngày hôm nay ai nó ăn hiếp mình, ai nó chửi mình, vân vân. Bỏ đi, nằm xuống mệt cứ ngủ liền. Vậy đó là ăn ngủ của đạo, mau thành Phật lắm. Như vậy tu thành Phật đâu có khó. Chỉ đơn giản là đói ăn mệt ngủ. Mà tôi nói cái này xong tôi nghĩ có nhiều người muốn thành Phật lắm. Vì thành Phật là chỉ cái đơn giản đói ăn mệt ngủ.
Trong nhà có báo thôi tìm kiếm, đối cảnh vô tâm chớ hỏi thiền. Cái báo là cái gì ạ? Tức là mình có cái tâm yên bình đây nè, có cái tâm yên bình nè, có cả một bầu trời hạnh phúc ở đây nè. Cái hạnh phúc của con người là gì? Mà sở dĩ tại sao họ không tìm được hạnh phúc? Bởi vì họ luôn lo lắng, họ luôn sợ hãi, họ luôn suy nghĩ, họ chưa bao giờ dừng được cái tâm của họ. Lo lắng, sợ hãi, suy nghĩ, những cái đó nó dẫn đến những phiền não, bất an, và cuối cùng là đau khổ. Như vậy thì làm sao có hạnh phúc? Bây giờ mình tập không lo lắng, không sợ hãi, không những cái suy nghĩ lung tung chi hết. Mình có báo, tức là cái tâm thanh tịnh, cái tâm yên bình của mình, đó là bầu trời hạnh phúc của mình nè. Cái hạnh phúc là khi các vị không sợ hãi, không lo lắng, không giận, không ghét một ai hết. Đó là các vị đang hạnh phúc. Mà nếu hạnh phúc được như vậy, đó là thiền, đó là đạo, đó là tu. Cho nên đối cảnh vô tâm chớ hỏi thiền. Đơn giản quá. Như vậy thì tôi tóm lại, hạnh phúc là cái không phải ở ngày mai. Hạnh phúc không phải là cái gì đó xa vời, mà hạnh phúc là cái đang diễn ra và ta biết chấp nhận nó, và chúng ta đón nhận đó một cách rất chân tình. Đó là hạnh phúc. Đâu có khó. Con người mình chỉ mỗi một cái tội là đứng ở núi này mà thấy núi kia cỏ xanh hơn, rồi lận đận đi qua tới núi bên kia mới thấy rằng núi bên kia cỏ cũng chưa xanh, núi bên kia nữa cỏ nó sẽ xanh hơn. Leo xuống lặn lội đi tiếp, qua tới bên kia thấy cỏ khô cằn, nước không có. Mình cứ mãi làm người rong chơi tìm kiếm, lận đận đi kiếm cái gì đó xa xôi mơ hồ. Thế cho nên anh chàng đó 30 tuổi, anh ngồi anh suy nghĩ rằng trời ơi, trong cuộc đời mình giai đoạn nào là đẹp nhất ta? Có phải những ngày tháng đã đi qua đẹp nhất, hay là những ngày tháng chưa tới đẹp nhất? Mình 50 tuổi là giai đoạn đẹp nhất, hay là 80 tuổi là giai đoạn đẹp nhất? Anh đang đau khổ suy nghĩ thì bắt đầu anh gặp một ông cụ 80 tuổi, mặt mày sáng rỡ, lúc nào cũng nở nụ cười. Ánh mắt tinh anh của ông già làm cho anh cảm thấy thích thú. Đến mới hỏi ông cụ rằng: dạ thưa cụ, năm nay cụ bao nhiêu tuổi? Ông già nói: con à, năm nay ta 80 rồi đấy. Chàng trai trẻ mới nói rằng: ồ, ông 80 mà thấy ông trẻ như vậy à? Tưởng ông mới 80 chứ. Ông 80 mà ông trẻ như vậy à? Con thấy ông, con cứ ngỡ ông chừng hơn 50 mà thôi. Nhưng không ngờ 80 mà ông lại còn nụ cười, ánh mắt, cái gì nó cũng tinh anh, nó cũng thân thiện hết. Vậy ông có thể cho con hỏi là 80 tuổi, cái giai đoạn nào là cái giai đoạn đẹp nhất của cuộc đời ông? Ông cho con biết đi, để nếu như mà cái giai đoạn đó nó đến với con sẽ biết nắm bắt nó để tận hưởng nó. Ông già nói: lúc ta còn nhỏ, ở với cha mẹ, được cha mẹ chăm sóc cho ta từng chén cơm manh áo, được cha mẹ thương yêu cưng chiều, ta thấy giai đoạn đó là hạnh phúc nhất, tốt đẹp nhất. Rồi ông già lại nói tiếp: khi ta lớn lên một chút, được cha mẹ đưa đến trường, ta được thầy cô dạy bảo những điều hay lẽ phải, vung bồi cho ta những kiến thức, ta cảm thấy giai đoạn đó hạnh phúc nhất, tốt đẹp nhất. Ông nói thêm: đến khi ta lớn hơn một chút, ta biết yêu một cô nàng, rồi cưới cô nàng ấy về làm vợ, ta thấy giai đoạn đó hạnh phúc nhất, tốt đẹp nhất. Rồi khi ta được làm cha, có những đứa con để ta thương yêu cưng chiều, có những đứa con để ta dạy bảo, có những đứa con gọi ta làm cha, ta cảm thấy giai đoạn đó hạnh phúc nhất, tốt đẹp nhất. Rồi bây giờ ta 80 tuổi, ta có nhiều và thật nhiều những đứa cháu, ta có những đứa con từ phương xa lâu lâu về thăm ta, ta có những đứa cháu quay quần bên ta,
Ta có những người bạn già đến với ta uống chung trà buổi sáng, đánh cờ tướng buổi chiều, vân vân. Ta cảm thấy giai đoạn đó hạnh phúc nhất, tốt đẹp nhất. Anh chàng trẻ mới rối mù hết. Cuối cùng ông nói cái giai đoạn nào cũng hạnh phúc, cũng tốt đẹp. Anh hỏi lại, vậy thưa ông, cái hạnh phúc tốt đẹp mà con hỏi đó là cái nào là nhất? Ông già kêu, với ta ngày tháng đi qua, ta biết sống trân trọng ngày tháng và biết đón nhận từng giây phút đến với ta, đón nhận tình cảm của con người đang dành cho ta, đón nhận mọi thứ vật chất mà đang có xung quanh ta. Ta cảm thấy giây phút nào cũng là giây phút hạnh phúc hết. Bởi vì ta sống với giây phút của hôm nay, ta không mơ mộng ở ngày mai, cho nên ta thấy giây phút nào với ta cũng là hạnh phúc. Vậy các vị tìm được hạnh phúc chưa? Tôi nói cả buổi rồi đó, 60 phút rồi nè, các vị có biết hạnh phúc ở đâu chưa? Hả? Nếu chưa tôi nói nữa à? Tôi nói khi nào mà các vị tìm ra hạnh phúc thì thôi. Tìm ra chưa? Tôi năn nỉ các vị tìm ra để tôi nghĩ. Tóm lại, hạnh phúc ở đâu? Hạnh phúc tại nơi cõi lòng của chúng ta. Khi lòng ta bình yên trước mọi hoàn cảnh, tâm ta lắng yên, yên bình trước tất cả những lao sao của trần thế, ta biết vui chấp nhận tất cả mọi thứ đang đến với ta. Thưa các vị, ta là người hạnh phúc nhất trần gian. Và tôi xin được kết thúc buổi nói chuyện với các vị ở tại đây. Và kính chúc các vị hãy là người hạnh phúc nhất trần gian. Hạnh phúc nhất trần gian để đem niềm hạnh phúc đó chia sẻ với tất cả mọi người. Xin cảm ơn các vị đã ngồi lắng nghe. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.